Đây là bài tập đọc thứ 15. Hãy đọc to số 1. Did you call? Số 2. He wants a beer. wants. Số 3. 60 watts. Số 4. Is that all? Số năm. Let's play ball. Số sáu. Where's Walden Pond? Số 7. It's a walrus. Hãy đọc số 8. Nhớ rằng con chữ K không đọc. We know. We know. Bây giờ, bạn hãy nghe và nhắc lại từ số 9. Now. Now. Tổ hợp OW có một cách phát âm khác ngoài cách phát âm bạn đã học. Hãy đọc lại từ số 9. Now. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 10. We know now. We know now. Từ số 11 có một cách phát âm khác của O-W. Bạn hãy đọc từ này. Wow. Số 12. a brown cow Hãy thử đọc số 13. Đây là cách chào thường dùng mà bạn đã học. How are you? How are you? Từ số 14 cũng có âm này nhưng được viết khác. Bạn hãy thử đọc từ này. Pout. Từ số 15. Gout. Số 16. Out and about. Số bảy. Don't shout. Số 18. Our children went to town. Số 19 She can count to 10. Bây giờ đến số 20. Chú ý, nhớ rằng hai từ đầu tiên không vần với nhau. What's that sound? What's that sound? Bài tập đọc thứ 15 đến đây là hết